Thưa quý vị và các bạn thân mến, tin vui cho người Việt Nam và tin dữ cho những quan chức Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền. Liên minh châu Âu EU hôm 9 tháng 12 đã tiến gần hơn đến việc thông qua một đạo luật giống đạo luật Manisky của Mỹ nhắm vào việc trừng phạt những quan chức chính phủ các quốc gia có vi phạm nhân quyền trên khắp thế giới như vậy, từ nay các tổ chức cá nhân bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam có thể bắt đầu thu thập các tài liệu, chứng cứ về cá nhân các quan chức Cộng sản Việt Nam đã có những vi phạm nhân quyền để nộp lên cơ quan ngoại giao EU để yêu cầu trừng phạt. Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell nói với báo giới ở Brussels hôm 9 tháng 12 rằng, các nước trong khối đã đồng ý bắt đầu công việc chuẩn bị cho một cơ chế cấm vận toàn cầu nhắm vào các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, tương tự như đạo luật Magnitsky của Mỹ. Ông nói thêm đây là bước đi cụ thể để tái khẳng định vai trò toàn cầu của EU trong vấn đề nhân quyền. Wojciech Jono, trích lời của nhà ngoại giao châu Âu cho biết quyết định cuối cùng về đạo luật sẽ được các thành viên EU đưa ra sau khi bộ khung đạo luật được hoàn tất và quá trình này có thể sẽ mất vài tháng vì có một số nước còn lo ngại cho mối quan hệ của họ với các nước như Nga và Trung Quốc. Đạo luật Manisky đã được Tổng thống Mỹ ký thành lập vào năm 2012 với mục đích ban đầu là nhắm vào các quan chức Nga vi phạm nhân quyền. Tên của đạo luật được đặt theo tên của luật sư người Nga Rogai Manisky, người đã bỏ mạng trong nhà tù ở Moscow theo bộ luật chính Hoa Kỳ đã có tổng cộng 170 cá nhân và tổ chức bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen vì vi phạm đạo luật này. Dù EU chưa đưa ra khoảng thời gian cho việc đệ trình bộ khung đạo luật mới, nhưng các nhà ngoại giao EU nói với báo giới rằng có khả năng bộ khung này sẽ được đưa ra để duyệt lần cuối sớm nhất vào năm nay. Hiện chưa rõ tên Maniski có được gắn vào luật của EU hay không. Ngày 9 tháng 12 năm 2019, Bộ trưởng Ngoại giao của các nước EU tại Brussels đã thông qua đạo luật Mandisti, trong đó đại diện 23 thành viên EU bỏ phiếu thuận, không có phiếu chống, năm quốc gia bỏ phiếu trắng, giống như đạo luật Mandisti đã có ở Mỹ, Canada, Anh và các nước Baltic. Nhắm vào các cá nhân thay vì chính quyền nước ngoài và có thể bắt tay vào hành động nhanh hơn các biện pháp trừng phạt tại quốc gia. Như vậy, những người vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới trong tương lai sẽ phải đối mặt với việc đóng băng tài sản của EU và cấm đi lại theo lệnh trừng phạt kiểu mẫu mới được các bộ trưởng ngoại giao tại Brussels đồng ý. Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan ông Steph Block nói, hôm nay EU nhất trí quyết định hợp tác hóa một chế độ xử phạt những kẻ vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới. Hà Lan đã thúc đẩy các biện pháp mới trong năm qua khi các nghị sĩ Hà Lan đã chỉ thị cho chính phủ của mình tìm kiếm một đạo luật Manisky trên toàn châu Âu hoặc áp đặt một biện pháp ở cấp độ quốc gia. Chúng được đặt theo tên của Sergei Manisky, một nhà hoạt động chống tham nhũng của người Nga đã bị chết trong tù năm 2009. Và đạo luật này được sinh ra từ một chiến dịch quốc tế bởi chủ cũ của Manisky, người quản lý quỹ phòng hộ của anh Bill Browder. Chúng tôi đã mất 10 năm để đến đây, nhưng đó là một chiến thắng quyết định trong chiến dịch công lý Manisky toàn cầu. Browder nói với EU Observer. Ông Broder cho biết thêm thỏa thuận chính trị hôm thứ Hai sẽ được chuyển cho cơ quan ngoại giao EU để đưa ra một đề xuất pháp lý chi tiết. Điều này có thể mất nửa năm hoặc lâu hơn. Như vậy, từ nay các tổ chức cá nhân bảo vệ nhân quyền Việt Nam có thể bắt đầu thu thập các tài liệu chứng cứ về cá nhân và các quan chức Cộng sản Việt Nam đã có những vi phạm nhân quyền để nộp lên cơ quan ngoại giao EU để yêu cầu trừng phạt. Sắp tới đây, có thể Nghị viện châu Âu thông qua FTA nhưng đạo luật Manisky sẽ có một công cụ vô cùng hữu hiệu để bảo vệ các quyền con người tại Việt Nam, cũng như để trừng phạt các quan chức Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền. Đây có thể nói là một hung tin đối với các quan chức Cộng sản Việt Nam. Đảng xanh đảng lớn thứ tư trong Nghị viện châu Âu hôm 9 tháng 12 gửi thư yêu cầu Chủ tịch Nghị viện xem xét tư cách của báo cáo viên Hiệp định Tự do Thương mại với EFTA và Việt Nam. Dân biểu Nghị viện là ông Jen Zahadil với cáo buộc ông này đã vi phạm các quy tắc đạo đức của Nghị viện. Đảng xanh cũng đồng thời yêu cầu hoãn việc xem xét hồ sơ EFTA khi điều tra vi phạm của ông Zahadil bức thư được gửi đi sau khi có một bài báo từ trang tin euro o server cáo buộc ông zaradil đã vi phạm nguyên tắc xung đột lợi ích khi đồng thời nhận nhiệm vụ là chủ tịch ủy ban tư vấn cho liên hợp hội người việt ở châu âu một tổ chức thân tín với chính phủ cộng sản việt nam ông zaradil đã không thông báo với nghị viện về vai trò của mình ở trong tổ chức người việt này bất chấp quy định bắt buộc ông Zaradil phải thông báo dù ông có được trả tiền trong nhiệm vụ đó hay không. Đây là điều đáng lo ngại khi vai trò của ông Zaradil là báo cáo viên trong thủ tục xem xét phê chuẩn EFTA ở nghị viện. Bức thư có đoạn viết, đảng xanh cũng cáo buộc dân biểu người xét Zaradil đã không công bố mối quan hệ của ông với Liên Hiệp Hiệp hội Người Việt ở châu Âu Trước các cơ quan thuộc nghị viện như Ủy ban Thương mại Quốc tế và điều này dường như không phù hợp với các quy định trong bộ quy tắc đạo đức. Với những cáo buộc như trên, Đảng Xanh yêu cầu Nghị viện Châu Âu đưa vấn đề này lên Ủy ban tư vấn về quy tắc đạo đức để đánh giá việc vi phạm và xung đột lợi ích của ông Jaradieu. Đồng thời Đảng Xanh cũng yêu cầu Nghị viện Châu Âu hoãn lại việc xem xét phê chuẩn EFTA. Khi điều tra từ cách của ông Jaredieu. Việt Nam và EU chính thức ký hiệp định FTA và hiệp định bảo hộ đầu tư IPA tại Hà Nội vào tháng 6 năm 2019. Tuy nhiên, đã có một số tiếng nói trong nước và một số dân biểu châu Âu bày tỏ quan ngại về tình hình vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam. Hôm 21 tháng 11, Việt Nam đã bắt giữ Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam là ông Phạm Trí Dũng, người đã lên tiếng yêu cầu Nghị viện châu Âu hoãn việc phê chuẩn hai hiệp định vừa ký vì những vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam thời gian qua. Sáng ngày 9 tháng 12 năm 2019, tờ EU Observer, một tờ báo chuyên về châu Âu, đã đăng tải một bài báo tố cáo ông Jean Jardieu, một nghệ sĩ của Nghị viện châu Âu, người dẫn đầu các cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do EU với Việt Nam, Hiệp định EFTA. Bài báo cho biết bất chấp các quy tắc của Nghị viện châu Âu, ông Jean Jaradil đã không thông báo với Nghị viện châu Âu về vai trò của mình cho các tổ chức gắn liền với một chế độ đàn áp nhà nước Cộng sản Việt Nam. Cùng ngày 9 tháng 12 năm 2019, Đảng Xanh châu Âu đã gửi một bức thư đến Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra ông Saradil để đánh giá về khả năng cũng như mức độ vi phạm chuẩn mực quy tắc ứng xử và xung đột lợi ích. Nếu kết quả điều tra cho thấy những cáo buộc là đúng và cần thiết, có một sự điều chỉnh thì Nghị viện EU phải có biện pháp thích ứng như bãi nhiệm ông Zaradil ở vị trí ủy viên phụ trách báo cáo của hồ sơ EFTA. Đảng Xanh cũng yêu cầu hoãn lại quá trình phê chuẩn Hiệp định EFTA trong thời gian chờ đợi kết quả điều tra. Ông Gen Sahadil, nghị sĩ người xét thuộc đảng ECR, hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế INTA của Nghị viện châu Âu. Đặc biệt, ông là reporter, ủy viên phụ trách báo cáo của hồ sơ EFTA. Ngoài việc trình bày báo cáo trước Nghị viện châu Âu, nhiệm vụ của báo cáo viên còn phải tổ chức chuẩn bị báo cáo với rất nhiều công việc như tổ chức điều trần, hưu đình, ghi nhận các ý kiến điều tra nghiên cứu các vấn đề liên quan. Tôi không có giữ nhiệm vụ nào ở đó, chú thích của người dịch, các tổ chức gắn liền hoặc gần gũi với nhân quyền Cộng sản Việt Nam mà được trả tiền. Như tôi đã nói, đây là một công việc mang tính chất danh dự, vô vụ lợi, không có lương bổng và nó không hoạt động nhiều. Ông Jean Jarodieu nói với tờ EU Observer vào thứ ba ngày 3 tháng 12 năm 2019. Nhưng việc ông Jarodieu gạt bỏ các quy tắc của Nghị viện châu Âu đã đặt ra câu hỏi về vai trò trung lập của ông với tư cách là ủy viên phụ trách báo cáo nếu một khi xảy ra xung đột lợi ích giữa EU và Việt Nam. Và liệu hiệp định EFTA sẽ có tác động thực sự đến việc cải thiện tình trạng lao động và nhân quyền tại Việt Nam hay không? Năm 2016, ông Zaradil được cử làm Chủ tịch Hội đồng Cố vấn của Liên hiệp Hội Người Việt ở châu Âu, Liên hiệp HNVNCA. Tuy nhiên, Ông đã bác bỏ hoàn toàn tầm quan trọng và ý nghĩa của hội đồng cố vấn này, mặc dù kế hoạch đã được thông báo rằng đại hội lần thứ hai của Liên hiệp người Việt ở châu Âu sẽ được tổ chức tại Nghị viện châu Âu Brussels vào năm 2020. Trong khi đó, Nghị viện châu Âu nói rằng các nghị sĩ phải thông báo bất kỳ hoạt động nào, bất kể đó là được trả thù lao hay không có thù lao, điều mà Saradiu đã không làm. Các quy tắc này nhằm ngăn chặn xung đột lợi ích. Cần lưu ý rằng những nghị sĩ giữ các nhiệm vụ lớn thay mặt cho ủy ban được bầu phải thông báo những thông tin này với Nghị viện châu Âu trước khi họ phát biểu công khai. Zaradil xác nhận ông vẫn giữ vai trò này tại hội đồng cố vấn nhưng nói rằng toàn bộ đã không được hoạt động nhiều. Đại hội của Liên hiệp Hội người Việt châu Âu sẽ được tổ chức tại Nghị viện châu Âu vào năm tới. Tuy nhiên, những thông báo gần đây của Đảng Cộng sản Việt Nam dường như gợi ý một điều khác. Cuối tháng 10, người dịch chính xác là 23 tháng 11 năm 2019, ông Hoàng Đình Thắng, chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, đã nhận bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong công việc của mình. Những giải thưởng như vậy chỉ được trao bởi Đảng Cộng sản cho những người đã xuất sắc ở vị trí của mình trong nhiều năm liên tiếp. Và trong mùa hè qua, Thắng và Zaradio cũng đã được trích dẫn trong các bản tin tại Việt Nam là ca ngợi lẫn nhau. Trong một bản tin, Thắng cảm ơn Zaradio đã tạo điều kiện để đại diện liên hiệp hội người Việt Nam ở châu Âu tham dự các phiên họp của Nghị viện châu Âu ở Brussels và Charbert Ông cũng cho biết với sự hỗ trợ của nghị sĩ Jaradil, đại hội lần thứ hai của Liên Hiệp Hội Người Việt ở châu Âu dự kiến sẽ được tổ chức tại Nghị viện châu Âu Brussels vào năm tới. Hoàng Đình Thắng là một nhân vật nổi tiếng, nổi bật trong mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một nhánh chính trị của chế độ Cộng sản Việt Nam. Năm 2015, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành một hướng dẫn khuyến khích những người trung thành với Đảng, đại diện cho lợi ích của Việt Nam ở nước ngoài. Một năm sau, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu được ra mắt tại thủ đô Séc và trao cho Jaradiu một chức vụ danh dự là nhà cố vấn. Trong số các hội viên cấp cao khác trong ban chấp hành của Liên hiệp Hội người Việt tại châu Âu là Lê Hồng Quang, cựu đại diện lâm thời của Slovakia tại Việt Nam. Người được cho là liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại thủ đô Berlin mọi thứ tất cả những người mà bạn nêu trên thì bằng cách nào đó đều có liên quan đến đảng cộng sản việt nam điều mà bạn không thể tránh khỏi tương tự như ở trung quốc sadil trả lời khi bị chất vấn về những liên hệ với chế độ đảng cộng sản việt nam nhóm nghị sĩ châu âu hữu nghị với việt nam nhưng mối quan hệ giữa zaradil và chế độ cộng sản việt nam không chỉ giới hạn ở liên hiệp hội người việt nam tại châu âu Ông Zaradieu cũng là chủ tịch nhóm nghị sĩ châu Âu hữu nghị với Việt Nam được ra mắt 4 năm trước tại đại sứ quán Việt Nam tại Brussels Bỉ. Các nhóm như thế trên thực tế thường là những hậu trường cho các chính phủ tìm cách tiếp cận tốt hơn với nghị viện châu Âu. Đây chỉ là một nhóm không chính thức gồm các nghị sĩ nghị viện châu Âu mà họ quan tâm đến các vấn đề Việt Nam. Vì vậy, đó là không phải là một tổ chức chính thức zaradil nói và lưu ý rằng nhóm này không có ban thư ký và điều lệ được thể chế hóa nhưng zaradil cũng được trích dẫn trong một bài báo trên trang web của tờ quân đội nhân dân việt nam ca ngợi công trạng của nhóm hữu nghị này và vai trò của nó trong việc ủng hộ hiệp định thương mại tự do việt nam eu viết tắt là efta zaradil nói rằng việc phóng thích tù nhân chính trị và nhà báo của Việt Nam sẽ được coi là cử chỉ đẹp, thiện trí trước khi hiệp định EFTA được phê chuẩn. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi